Kính thưa quý vị, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, mới đây, Ngài Kỳ Trắc Lim, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Thế giới đã đến thăm cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Chuyến thăm và làm việc của Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Thế giới tại cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển của Việt Nam nói chung cũng như ngành hàng hải Việt Nam nói riêng. Qua đó, Ngài Kỳ Trắc Lim đánh giá cao năng lực tiếp đón của cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đối với hãng tàu Maersk nói riêng và các hãng tàu trên thế giới nói chung. Đoàn công tác của Tổ chức Hàng hải Thế giới và Cục Hàng hải Việt Nam tin tưởng Tân Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục là đơn vị tiên phong về phát triển bền vững cảng xanh và logistics xanh trong ngành hàng hải Việt Nam trong thời gian tới. Cũng tại buổi tiếp, đại diện Tân Cảng Sài Gòn đã giới thiệu về một số hoạt động tiêu biểu về Tân Cảng Sài Gòn nói chung, cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng nói riêng, nhất là nỗ lực cải tiến nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để phù hợp với xu thế phát triển xanh của thế giới, theo sự cam kết của Chính phủ Việt Nam với hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, về giảm thải hiệu ứng nhà kính và khí thải CO2. Cụ thể, trong thời gian qua, Tân Cảng Sài Gòn đã chuyển đổi năng lượng các trang thiết bị sử dụng điện và năng lượng tái tạo tại các cảng lớn như Tân Cảng Cát Lái, Cụm Cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải, Cảng TC HICT và tương lai sẽ xây dựng dự án bến số 7, số 8 tại Lạch Huyện, Hải Phòng hiện đại và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, các phương tiện vận tải cũng đối tối ưu để giảm khí thải ra môi trường với các dự án logistics xanh bằng xà lan kết nối các ICD và Cụm Cảng Tiền Phương từ Bắc vào Nam.